Sau chiến thắng về việc thông qua luật cải tổ thuế lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng thống Donald Trump giờ đây muốn xoay qua siết chặt các chương trình trợ cấp an sinh xã hội. Dù là các đảng viên phe Cộng hòa không muốn đụng tới vấn đề nhạy cảm này trong năm bầu cử quốc hội, các phụ tá trong Tòa Bạch Ốc cho hay ông Trump hăm hở muốn cải cách trợ cấp an sinh xã hội. Ở Hạ viện, ông có một đối tác sẵn lòng là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người lâu nay chú ý tới vấn đề này. Tuy nhiên, tại Thượng viện, một số đảng viên Cộng hòa cho rằng lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện McConnell không mặn mà lắm về đề nghị cải cách vốn sẽ khó lòng suôn sẻ tại Thượng viện, nơi phe Cộng hòa chỉ đông hơn phe Dân chủ với tỷ lệ khít khao đó là 51-49. Phe Dân chủ chỉ trích Tổng thống Trump khi ông xác nhận cải cách trợ cấp xã hội là mục tiêu hàng đầu trong năm nay, cho rằng việc này nhằm bù đắp cho những khoản thiếu hụt gây ra bởi cải cách thuế mà theo họ, những người hưởng lợi chính trong luật thuế mới là các công ty và cá nhân giàu có, trong khi làm nặng gánh nợ công thêm là 1,5 ngàn tỷ đô la trong 10 năm tới. Ông Trump tuần này đã mời các lãnh đạo phe Cộng hòa ở Quốc hội tới Camp David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Maryland, để mà thảo luận các ưu tiên trong năm 2018, bao gồm an sinh xã hội và đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, phe Cộng hòa sẽ phải đi từng bước cẩn trọng khi tìm cách giảm các chương trình trợ cấp của chính phủ, vốn mang lại lợi ích cho các ủng hộ viên nồng cốt của ông Trump ở các vùng quê nghèo khó. Dân biểu Cộng hòa Tom Cole cho Reuters biết là Quốc hội có rất nhiều chuyện phải giải quyết trong những tháng đầu năm, trong đó có luật ngân sách phải thông qua, và vì vậy ông không chắc là Thượng viện có thời gian hay là ý chí chính trị để mà thông qua luật về trợ cấp an sinh xã hội nữa hay là không. Những đảng viên Cộng hòa khác và các nhóm như là Hội các nhà sản xuất quốc gia và Phòng Thương mại Mỹ đều cho rằng năm nay nên tập trung vào vấn đề cơ sở hạ tầng. Và tới cuối năm rồi, ông Trump mới đạt được chiến thắng pháp lý quan trọng đầu tiên, luật cải tổ thuế được thông qua. Thế nhưng cắt giảm thuế thì dễ hơn nhiều so với việc bỏ bớt hỗ trợ an sinh xã hội, vốn đang mang lại lợi ích cho hàng triệu gia đình Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp, trong năm ngoái có hơn là 42 triệu người trong gần 21 triệu hộ gia đình Mỹ nhận phúc lợi từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP, thường được gọi đó là tem phiếu thực phẩm. Việc này tiêu tốn là 58 tỷ đô la của người thọ thuế. Đề nghị ngân sách của ông Trump hồi năm ngoái kêu gọi là cắt giảm trên 192 tỷ đô la của chương trình SNAP trong vòng 10 năm. Tổng thống cũng đề nghị cắt mạnh chương trình hỗ trợ tạm thời dành cho các gia đình cơ nhỡ. Năm ngoái, chương trình này đã hỗ trợ cho 1,1 triệu gia đình. Giới phân tích cho rằng thúc đẩy cải tổ trợ cấp an sinh xã hội sẽ gây bất lợi chính trị cho các đảng viên Cộng hòa trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm nay. Robert, một chuyên gia nghiên cứu về tình trạng đói nghèo tại Viện American Enterprise, người có liên hệ với giới chức chính quyền Trump về các ý tưởng chính sách, đề nghị là Tổng thống nên khuyến khích dân tìm việc làm bằng cách là giảm thời hạn hội đủ điều kiện được chính phủ trợ cấp và ban hành các biện pháp đánh giá nghiêm ngặt về nỗ lực tìm việc làm. Ông khuyến khích Quốc hội nên thông qua luật cắt phúc lợi cho những người nào không nỗ lực đủ để mà tìm việc làm hay là tham gia các công việc thiện nguyện. Một số lập luận khác thì cho rằng phần nhiều những người nhận tem phiếu thực phẩm là những người có công ăn việc làm nhưng không đủ xoay sở. Daryl lặn lội sang Việt Nam thăm Gian từ 2 cho đến 3 lần mỗi năm mới được cô tin tưởng và chấp nhận tình yêu. Sau 10 năm theo chồng sang Mỹ, Gian giờ đây là chủ và tiệm nail có tiếng ở bang Oregon. Cô gái Sài Thành giờ đây đã lột xác với phong cách sang trọng, quý phái. Gian làm chủ cuộc sống của mình nơi đất khách với thu nhập khoảng là 250.000 đô mỗi năm. Nàng dâu Việt sinh năm 1985 vừa quán xuyến công việc kinh doanh, vừa làm tròn vai trò người vợ và người mẹ. Sau nhiều năm chung sống, tình yêu của Daryl dành cho vợ ngày càng nồng nàn. Mỗi sáng thức dậy, chàng lính hải quân Mỹ đặt trên gối Gian một cành hồng. Những lúc bà xã bận thì anh tranh thủ về sớm để đón con, làm việc nhà và nấu nướng bữa tối. Cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu Internet,
mang đến hạnh phúc không ngờ cho Jian. Nhưng với cô, đó không phải sự may mắn hay là chuyện tình cổ tích. Tôi là người của thế kỷ 21, tôi tin vào tình yêu đến từ hai phía, từ con tim chân thật, từ những hy sinh hai người dành cho nhau. Nàng dâu Việt tại Mỹ tâm sự như vậy. Lúc sống tại Việt Nam, Jian kinh doanh shop thời trang. Cô có vài mối tình trước khi gặp Daryl, nhưng đều không kết thúc có hậu. Jian luôn tự nhủ không nên vội vàng tin vào tình yêu, nhất là mối quan hệ trên mạng. 4 tháng trò chuyện cùng Daryl qua email, cô dần thay đổi suy nghĩ và dành nhiều sự tin tưởng cho người bạn mới quen. Nhớ lại tháng 2 năm 2006, Daryl hứa qua Việt Nam thăm Jian, nhưng rồi lỡ hẹn vì phải nhận nhiệm vụ. Cuộc điện thoại từ Mỹ dập tắt sự háo hức mong chờ của một cô gái Việt đang đếm từng ngày được gặp mặt. Thêm một lần nữa, Jian nhắc mình đừng tin, xa xôi cách trở, ai biết được lòng ai. Những bức thư sau đó Daryl gửi Jian, cô trả lời hời hợt. Jian nửa muốn giữ liên lạc, nửa không còn thiết tha với người bạn cách xa nửa vòng trái đất. Đôi lúc cô thấy nhớ nhung, mường tượng về chàng lính hải quân Mỹ chưa một lần gặp mặt. Ngay sau đó, Jian trấn an mình vì chẳng muốn lãng phí cảm xúc với câu chuyện tình cảm không có thực. Tháng 5 năm đó, Daryl đã gọi điện thông báo là anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Jian không háo hức như lần trước. Cho tới khi chàng trai Mỹ gửi hình chụp lịch trình và thông tin vé máy bay, cô gái Việt mới tin. Một ngày trước khi Daryl sang Việt Nam, Jian cuống cuồng với diện mạo không trau chuốt của mình. Thời điểm đó cô mải đi làm chẳng dành thời gian làm đẹp. Khi Jian đang làm tóc tại tiệm, cô bất ngờ nhận một cuộc gọi báo rằng Daryl đã ở sân bay, sớm hơn dự kiến. Cô gái xà thành để nguyên mái tóc ướt khoác lên mình chiếc áo dài chưa kịp ủi, tay cầm bó hoa chạy tới phi trường. Sân bay lúc 12 giờ đông kín và ngột ngạt, Jian ôm bó hoa suốt 2 giờ đồng hồ, liên tục đưa mắt tìm kiếm Daryl. Khi cô gần tuyệt vọng thì chàng trai có mái tóc vàng mặc áo sơ mi đỏ bất ngờ xuất hiện. Jian bỏ hết sự ngại ngùng, chạy đến bên cạnh Daryl. Khoảnh khắc ấy, theo Jian kể là Daryl không thể quên cho tới tận sau này. Ông xã Jian hay nói với tôi rằng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, với mái tóc buông nhẹ không màu mè, trong tà áo dài trắng giản dị, Jian cho biết. Những ngày Daryl Việt Nam, Jian đưa anh đi tham quan nhiều thắng cảnh miền Nam. Lúc thì tới Nha Trang, điện thoại của chàng lính hải quân bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ một cô bạn. Chẳng hiểu vì sao trong tôi dâng lên cảm giác buồn mênh mang. Tôi im lặng suốt đoạn đường dài khiến cho anh dần hiểu ra điều đó. Anh nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và hứa sẽ không khiến cho tôi buồn thêm, dù chỉ một lần. Cô gái Sài Thành kể lại. Ngày cuối tại thành phố Sài Gòn trước khi Daryl trở về Mỹ, anh tới nhà thờ cùng Jian và mẹ của cô. Trước tượng Đức Mẹ Maria, chàng trai Mỹ đã đưa ra chiếc nhẫn có khắc chữ D&D, viết tắt của Jian và Daryl, với đề nghị xin Jian chấp nhận làm bạn gái anh. Đây không phải là nhẫn đính hôn, chỉ là lời hứa sẽ trở về một lần nữa để mà gặp cô. Tôi rơi nước mắt khiến mẹ cũng sụt sùi theo. Tôi đồng ý đeo nhẫn và quyết định tin vào lời hứa của anh từ khi ấy, cô gái Việt chia sẻ. Kể từ đó, suốt 2 năm yêu xa, cứ 3 tháng thì Daryl bay sang Việt Nam thăm Jian một lần. Những lúc họ xa nhau, chàng trai Mỹ dành toàn bộ thời gian để làm việc, kiếm tiền, chờ đợi cho lần gặp tiếp. Vào tháng 9 năm 2007, Jian chính thức trở thành vợ của Daryl, chuyển sang Mỹ sinh sống vào tháng 11 năm đó. Tôi thử thách sự kiên trì của anh bằng cách đề nghị được gặp mặt 3 tháng một lần. Những chuyến bay dài khiến cho anh tốn kém tiền bạc, thời gian và sức khỏe, nhưng Daryl chưa một lần than vãn. 2 năm là khoảng thời gian đủ dài để tôi tin tưởng và chấp nhận tình yêu nơi anh, Jian hạnh phúc nói như vậy. Jian tạm rời xa gia đình, bỏ lại công việc kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam để sang Mỹ. Những ngày đầu xa quê, nàng dâu Việt khóc nhiều vì nhớ mẹ, vì chưa thể làm quen với cuộc sống phương Tây. Jian thỉnh thoảng trốn trong nhà tắm khóc một mình. Cô không muốn ông xã lo lắng. Daryl hiểu vợ. Anh ôm chầm lấy cô, hôn nhiều lần lên trán và hứa sẽ chăm sóc cho Jian cả đời. Cô gái Sài Thành mất khoảng 7 tháng để mà hòa nhập với cuộc sống mới, một năm sau ngày sang Mỹ. Jian biết lái xe, sử dụng ngôn ngữ bản địa thành thạo.
đi học đại học. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành kế toán của trường University of Phoenix, Jen quyết định học nghề nail và mở tiệm riêng. Tới nay, tiệm nail hoạt động ổn định, mang lại nguồn thu nhập là $250,000 mỗi năm cho nàng dâu Việt. Dù là công việc bận rộn, Daryl vẫn sắp xếp đưa gia đình đi chơi xa 2 tháng một lần. Anh thường dành cho vợ những hành động lãng mạn như là đặt nhành hoa hồng trên gối, xăm hình vợ trên lưng. Chàng rể Mỹ dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, phong tục Việt Nam để hòa nhập với vợ. Cặp vợ chồng ít khi tranh luận sau nhiều năm chung sống. Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo và tôi không phải là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng chúng tôi hoàn hảo khi bên nhau, Jen nói như vậy. Nàng dâu Việt không bao giờ quên mùa hè năm 2010 khi cô bị sảy thai. Trong phút giây Jen đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Gerald đã ôm vợ, vuốt ve mái tóc và kìm nén những giọt nước mắt. Chính vòng tay ấm áp đã truyền cho Jen sức mạnh bước qua sự mất mát, tiếp tục thắp lên hy vọng. Bé Dev Saxon, con trai của Jen và Gerald, chào đời vào năm 2014. Những tình yêu của cặp chồng Tây, vợ Việt thêm gắn bó. Jen được ông xã nâng niu như báu vật, dành làm mọi việc cho con để cho vợ có thời gian chăm lo việc kinh doanh, làm đẹp, nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn hàng ngày đi bên nhau, cùng nhau cười nói và đến những vùng đất xinh đẹp. Tôi thấy bên anh, mình như là đứa trẻ, thích nũng nịu và được Daryl ôm ghì. Với chúng tôi, tình yêu chưa khi nào phai nhạt, nó chỉ ngày một lớn thêm và đậm sâu, Jen tâm sự như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.